Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước đã đấu thầu thành công 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng, với tổng số thành viên trúng thầu là 2 thành viên. Như vậy, sau 11 năm, Ngân hàng Nhà nước quay trở lại tổ chức đấu thầu vàng miếng. Qua đó, can thiệp kịp thời xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới. Bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia đấu thầu vàng phiên đầu tiên năm 2024 có 11 đơn vị gồm 7 ngân hàng và 4 doanh nghiệp. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã có kết quả của phiên đấu thầu vàng đầu tiên trong năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào sáng nay. Với 2 doanh nghiệp trúng thầu, với giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng một lượng và giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng một lượng. Như vậy là sẽ có khoảng 3.400 lượng vàng được cung ứng ra thị trường và ngay lập tức thì thị trường vàng trong nước cũng đã hạ nhiệt, giảm khoảng 1 triệu đồng một lượng. Với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức và mỹ nghệ, dù không ảnh hưởng lớn như doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng, nhưng động thái đấu thầu cũng phần nào mang lại niềm tin vào sự can thiệp của chính phủ lên thị trường một cách kịp thời. Nếu như không có những cái việc kiểm soát về giá vàng kịp thời như việc đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước hiện tại, thì không biết rằng là cái giá vàng này nó còn đi lên đến mức nào và kéo theo những cái hệ lụy rất là lớn khi khách hàng phải chịu cái sự chênh lệch giữa mua vào, bán ra, thậm chí có lúc chênh đến 8 triệu. Giá vàng ở tại thị trường Việt Nam nó đang ngày một tiệm cận với cái giá vàng thế giới. Tôi nghĩ những cái phiên đấu giá này tổ chức thường xuyên và một cách khoa học thì nó sẽ giúp cho cái thị trường vàng của chúng ta nó lành mạnh và nó tiệm cận với cái giá vàng trên thế giới. Việc Ngân hàng Nhà nước sử dụng công cụ đấu thầu mua bán vàng miếng tuy mới chỉ đạt 3.400 lượng vàng trong tổng số lượng vàng đưa ra đấu thầu là 16.800, nhưng có thể nói đây là bước đầu để điều tiết thị trường. Việc tăng nguồn cung sẽ giảm được biên độ chênh lệch vàng miếng trong nước và thế giới. Qua một phiên đấu thầu thì nó chủ yếu như tôi vừa nói là tác động tăng cung cho thị trường, điều tiết thị trường và giảm bớt cái sự chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới. Và việc đó thì không thể là trong một phiên đấu thầu. Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ quản lý mà theo nghị định 24 như là thanh tra kiểm tra, tùy theo những cái diễn biến của thị trường để ngân hàng Trung ương có những cái phiên đấu thầu. Khi mà mình làm tốt cái thị trường này đó thì cái độ chênh lệch giữa mua và bán nó không còn bao nhiêu nữa. Nó chỉ ở một cái mức độ nào đó thôi, thì như vậy nó không còn giúp cho người ta duy trì cái tâm lý đầu cơ trong thị trường vàng, và tự động họ cũng không có cái nhu cầu tích lũy và mua bán nhiều và tạo những cơn sóng vàng. Chúng ta làm sao để có chính sách mà người ta khơi thông cái luồng vàng trong dân này đem ra để đầu tư qua những cái việc sản xuất kinh doanh khác. Thế giá vàng ổn định thế nó có thể tăng giảm, nó biên độ nó không có cao. Thay vì vậy thì người ta bán ra, người ta đi đầu tư vào sản xuất, người ta mua cổ phiếu, mua trái phiếu để làm sinh sôi hơn cái tài sản của xã hội. Hạ nhiệt cơn sốt vàng bằng giải pháp đấu thầu là một bước đi đúng đắn, tuy nhiên sẽ còn cần những công cụ tài chính khác phù hợp trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật liên quan và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không xảy ra tình trạng trục lợi, đầu cơ, thao túng và đẩy giá.